Phở phở này làm gì đây? Phở quỳnh bóp nè. Này bự rồi nè. Ồ. Hái mớp nha các bạn. À. Mấy trái mớp này hôm nay nó đã dài lớn rồi hả má hả? Ừ. Ăn được rồi đó. À. Không biết đủ cào cắt luôn. Wow, vàng mớp. Cái trái quá trời dài luôn ha. Ừ. Phở này cắt mớp để làm gì bà phở? Nấu canh mớp. À, nấu canh mớp hả? Nấu canh mớp với gì? Tôm. À, canh mớp nấu với tôm nha các bạn ha. Mớp này là mớp hương phải không á? Mớp hương. Ừ. Cái này quả đại liệt. Không đủ cạo. Chèn té nha bà phở. Đó, mớp đó các bạn. Bao nhiêu ngày vất vả, bữa nay cũng có được cái thành quả như ý hả? Ồ. Wow, dài. Đã không? Chắc bao nhiêu trái ha bữa nay? Mấy người. Trái trong đó cũng dài kìa. Ừ, mấy trái này ăn được hết rồi nè. Ăn được chưa? Vậy được thôi, cắt luôn đi đặng cho mấy cái trái con nó phát triển. Cái trái con đó, nó mới mọc lên. Cắt trái lớn đi đặng chừa dinh dưỡng lại cho trái nhỏ hả? Ừ. Mấy trái này nó ok hết trơn rồi. Bông mướp. Ta thấy bông mướp ăn với lẩu cũng ngon. Cái đọt mướp này người ta cũng xào ăn được phải không? Rồi. Được chưa? Còn trái này cắt luôn không? Cắt luôn. Chừng té hả má hả? Wow, nó cũng muốn dài rồi đó nha. Đẩy xuống rồi dình dịnh đi rồi má đây cắt. Cũng muốn dài nha. Ha. Không có gì qua mà thu hoạch hết trơn luôn á. Rồi, chị chắc được rồi hả? Bao nhiêu trái? À, cắt luôn trái này không? Trái đó ăn được chưa? Được rồi. Cắt luôn hả? Cắt hết rồi cho mấy cái trái nhỏ nhỏ nó tiến lên. Rồi, vậy là chiều nay nhà mình ăn canh mướp hả? Canh mướp. Chút theo phở phở vô bếp nấu canh mướp nha các bạn. Canh mướp nấu với tôm. Món ăn miền quê ha. Miền quê. Đây nữa nè. Má ăn hết không? Má cắt. Mấy cái này để thứ hai cho má sắp về rồi. Ừ. Thứ hai giờ nó bự vừa. Ok. Wow. Đây, mấy trái? 2-7 trái. Wow, mới đây mà cắt được bao nhiêu trái mớp đây nè. Ừ. Dài ha. Dài. Tươi dễ sợ ha. Rồi. 7 trái mớp thu hoạch. Rồi, chiều nay nhà mình ăn canh mớp nấu tôm. Đạm bạc đơn sơ ha. Nấu canh tôm nếu mà xào cũng ok. Ok. Okay, trái này cũng à, chuẩn bị xong rồi bà phải nấu canh hả bà phở? À. Nấu canh mướp mướp hương với này gì đây? Cái này tôm nè. À, tôm này là má đã bầm sẵn á. Bầm rồi quạt ha. Rồi má để gì trong đây? Để núm nè, bột núm á. Ừ. Vậy tiêu. Ừ. Miếng hành phi, tỏi phi. À, xong rồi bắt đầu má trộn lên ha. Cho gia vị cho thấm ha. Cho miếng dầu ăn vô á. À, miếng dầu ăn vô cho cái cái tôm nó mướt ha má ha. Mướt nó mềm, mịn nó mềm. Dạ. Yeah. Thì trong khi má trộn má quạt tôm thì thấy cái rổ mướp của má đã cắt sẵn rồi hả má ha. Đây. Nhớ hồi xưa ha. Mấy người ở trong vòng á chở mướp ra bán ha má ha. Chở ngoài chợ mình á. Chở vô rồi bắt đầu ghé vô hỏi mình mua không. Đó. Rồi đóng bè về mua tôm mình nấu canh. À đó, cái gì cũng tươi sẵn ha. Ngoài biển đem vô luôn. Rồi bây giờ coi bà phở nấu canh mướp. Chính là nhà mình nó ăn cũng hao tội luôn. À, nhà mình thì mất ăn tỏi, ăn tiêu, ăn rừng. Nói chung là những cái gia vị á ha. Chê nước vô. Nước sôi rồi má ơi. Để em đi mua vô. Đơn giản thôi. Nấu canh là đạm bạc là chỉ vậy thôi đó ha. Đó em đi mua vô nè. Bây giờ má để tôm vô. Tôm vô. Tôm này là quạt. Càng lâu càng dai má hả? Đúng rồi. Bỏ vô. Sao mà biết nó chín ha? Nó nổi lên. Cái cục tôm nổi lên là chín ha. Nổi lên là chín, tôm nó màu lắm. Chỉ cần nước sôi rồi nổi lên cái rồi xong. Có khi tự nhiên thèm một cái tô canh mướp.
dễ sợ luôn ha. Nó đơn giản, nó mát à. Ăn cái gì cũng qua bằng ăn đồ giản dị nha. Ăn rồi cái thịt thà bây giờ thì cũng có ăn tới ngán à. Ngán rồi đó, thấy nó nổi rồi đó má. Nổi lên rồi đó. Rồi bây giờ mình bỏ gì? Ai vớt bột? Vớt bột cái trước. Nó sôi lên rồi nè. Nó chín rồi đó tôm á. Tôm không có cần sôi quá, biết không? Sôi quá nó còn to, cái cục tôm nó cứng ngà cũng ngon. Rồi, giờ cái món chánh ra là gì? Nó hốt vô nè. Cái này muốn chảo tấm luôn. À, má phải hốt từng chơi năm ngón. À, thả mớp vô nha các bạn. Mớp này nó mớp đầu mùa, lần đầu tiên ở nhà chồng đã ăn thử cho nó làm sao nha. Tươi mơn mởn nha các bạn ha. À, cứ nhặn nhặn xuống sôi lên là được rồi nó không sôi lên rồi bóp nó màu chín lắm đó, ngon quá ha, nó thơm mà nó đó, bỏ bột nấm vô nha các bạn ha. Rồi vậy đó, chỉ cần nêm với muối với bột nấm thôi ha. Xong rồi đó, tắt lửa rồi tắt lửa quậy lên đều đó là coi như là được rồi đó hả. À, mấy vớt miếng tôm lên coi đằng vào. Trời ơi, ngon quá. Cái này ăn cơm với bông đơn giản cá chiên. Ăn cơm với cá chiên nha. Chiều nay nhà mình ăn cơm với cá chiên. Rồi canh mướp ha, nấu cơm ha. Rồi xong, vậy là cái món này nó đã xong. Ủa, rồi xong rồi. Phi nha các bạn, không thể thiếu hành phi. À, đây, tô canh mướp của Phò Phở đã xong rồi. Mướp xanh tươi ha, hành phi ha, tôm quạt nha các bạn, tôm càng lâu quạt càng lâu càng dai ha, hành ngò nha. Trời ơi, Phò Phở ơi, thử miếng mướp coi nó sẽ thế nào Phò Phở. Thử miếng mớp thôi mà. Nóng á, coi chừng. Nóng. Ngọt quá hả? Trời ơi, cái mớp nè. Ngọt. Ngọt ha. Vừa tới luôn, không có già. Vừa tới, không có già. À, hấp miếng canh. Mát. Ăn miếng tôm coi má, coi dai không? Ngon quá. Đã ha. Chỉnh ngon, nêm nếm cũng vừa. Oh, wow. Đã quá các bạn ơi, vậy là nhà mình sẽ chuẩn bị dọn cơm. Trời ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Phò Phở hái thu hoạch mướp rồi nấu canh mướp với tôm nha. À, cái món canh này rất là đơn giản nhưng mà ăn là coi như là hết nồi cơm á má. Ok. Bye bye. Bye bye. Thank you.